Rồi, xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota ha. Và xem hôm nay, chiều ngày hôm nay chúng ta về được bao nhiêu chiếc xe cộp nha. Ở đây phải nói là nhiều chiếc xe mà. Tại sao các bạn thấy là có hai phiên bản Sport Tivo 2016, hai chiếc Vios cùng màu đỏ. Để gì? Để các bạn thấy là trong cửa hàng của mình có rất nhiều xe, chứ không phải là mỗi một màu chỉ có một xe các bạn có thể chọn lựa. Toàn là những xe cộp ngày hôm nay nha. Hai mấy ngàn cây thì thuộc dạng về 2016, thuộc dạng xe đẹp. Và một chiếc xe sơn nhiên 100% Innova như vậy 2020 cũng mới có mười mấy 20.000 cây số. Hoặc là một chiếc, đây có một chiếc vừa mới về tức thời 6.700 km để cho các bạn thấy. Đầu tiên đây là một chiếc Innova nước sơn zin còn 100%. Mặc dù có một vết trầy ở đây mình không cho mấy bạn làm. Chỉ duy nhất có một vết trầy nhỏ ở đây. Sơn zin 100% mới có 20.000 km. Chúng ta coi nè. Mẫu 2020 mâm mới khác hết rồi ha. Các bạn nhìn nè. Đó, nệm da đây. Nệm da chỉ có một vết trầy nhỏ ở đây thôi. Và đây, đúng là một chiếc xe rất là đẹp luôn, phải nói là đẹp và rất là đẹp. Sơn zin 100% nha. Quay nè. Đây. Mâm vỏ zin phía sau đây. Mày này. Đó. Chưa dập một lần nào hết á. Phải nói là chủ xe giữ được xe như vậy là quá lễ phục luôn. Đây. Hôm nay sẽ quay những chiếc xe độc đáo lắm. Các bạn coi clip này có những chiếc xe rất độc đáo. Rồi. Nhưng mà đương nhiên xe độc đáo thì giá cũng hơi chát một chút xíu nha các bạn, 630 triệu nha. Mình chấp nhận mua xe đẹp và mua giá nhỉnh hơn một xíu để có được chiếc xe đẹp. Mẫu khác nè. Đây là chiếc 2019 50.000 cây số sàn 530 triệu. 2019 50.000 cây số. Màu này thì cũng rất là hiếm. Xe này đặc biệt là cái màu này thì hiếm lắm. Những người thích màu này thì mới lấy ha. Màu này đẹp lắm. Màu này thì ít có ai chạy dịch vụ màu này. Xe gia đình. Đó. 530 triệu sản xuất 2019 50.000 km nha. Innova số sàn. Rồi. Qua đây là một cặp xe. Tại sao mình phải để một cặp xe để mình quay cho các bạn? Để các bạn biết là mình có rất là nhiều xe cùng chủng loại và cùng đời, cùng 2016 luôn và cùng là xe máy xăng có tự động. Nhưng mà khác nhau, các bạn nhìn đi ha. Đây, dấu hiệu của sự khác nhau. Các bạn đoán đi ha. Chiếc này là hai cầu, mới có hơn 20.000 cây số, cộp thiệt là cộp. Chiếc này 2016 mới có 65.000 km. Đây có nhiều bạn nói là xe cái phần này là phần ốp nha. Ốp Tivo thì nó khác cái kia, nó có phần này là phần ốp. Có nhiều bạn tới coi xe lấy tay gãy cái này ra, và thì đương nhiên cái bạn gãy ra thì nó phải hở ra, tại vì cái này là cái chỉ lắp của phiên bản Sport. Và xe này rất là đẹp, trời chuồng một chút xíu cản thì không thành vấn đề nha. Đó, 65.000 cây số máy xăng, xe này mình đã có lướt qua rồi để mình so sánh cho các bạn thấy mình có cùng chủng loại. 640 triệu một cầu ha, máy xăng, xe đẹp đó. Và phiên bản này phiên bản cuối cùng của Sport. Nếu những ai thích phiên bản Sport đẹp thì thích mẫu này, mình đã quay rồi ha. 640, đặc biệt bạn hôm nay mới có 25.000 cây số. Và đây các bạn nhìn các mí cản còn mới nguyên nè. Xe này thì quá là đẹp luôn. Đây, các mí cản còn mới nguyên nha. Rửa đèn nè, hai cầu. Một cầu nha, 640, cái này hai cầu. Hai cầu, 25.000 cây số 2016 và giá 690 triệu. Bạn chắc có quyền chọn ha. Nếu mà mình thì ở những vùng cao hay là vùng xa thì các bạn chọn. Này thì quá tuyệt vời. Đây, nội thất đen, hai cầu. Cũng lên màn hình Android rồi. Bạn nào cầm chìa khóa đi đâu rồi? Đó, lấy chìa khóa bấm đi rồi. Đây. Đó. Có màn hình Android nè.
hai cầu ha. Và các bạn nhìn nè, ghế chưa có một người xài luôn, ngay cả ghế tài xế cũng vậy, chỉ một chút nhăn chút xíu ở đây thôi, vô lăng đây đó, bọc trần và trên táp lô nè. Chỗ này là do để cái chai nước hoa nha, mình mua đó, cái phía sau này 690 triệu, mình nghĩ là cũng vẫn rẻ đó. Bỏ nhìn theo xe còn 90% đây đó, mày nhìn đi ha. Nè, thảm lót ở dưới vẫn còn nguyên xi. Mức tiêu hao của hai cầu thì là 12 lít đường thành phố và 10 lít đường trường. Còn của bạn này thì bạn một cầu thì đây, các bạn có TRD hai cầu nhé. Đây quay phía sau nè, hai cầu mà phiên bản TRD rất là đẹp luôn. Đó, đây nè, qua sơ cua chưa lăn bánh nè. Đó, quá là đẹp ha, độc đáo, rất là thích. 690 triệu nha các bạn. Nè, mía cảng còn nguyên si nè, mía cảng đây hai cầu. Đây nữa, Vios cùng đời à, màu đỏ, một bạc là máy, một bạc là số tự động, một bạc là số sàn. Rồi, chứ đây là số sàn, hai bạn có km xem nhau khoảng 90 mấy ngàn, gần 100 ngàn á. Và bạn này là số tự động, cực kỳ đẹp, đây các bạn coi máy nè, 300 mấy chục triệu. Đây, số tự động nha, 380 triệu. Đây, máy nè, máy thì rất là đẹp luôn. Rồi, 380 ha. Và chiếc đây, số sàn 2020, bạn này thì 2019, số tự động, bạn này là 2020, số sàn 100.000 km, 350 triệu, đời 2020. Xe này cũng trang bị đủ đồ rồi nè, đẹp da, đẹp da, rồi màn hình thì zin theo xe. Đó, có bạn nào chạy dịch vụ thích số sàn thì các bạn chạy số sàn, còn bạn nào thích số tự động thì các bạn chạy số tự động ha. Mình mua luôn quay để các bạn thấy là trong showroom mình không chỉ có một chủng loại hay một xe. Có nhiều các bạn nó tưởng một chiếc nhưng mà không có, ở đây có rất nhiều chiếc xe giống giống nhau, nên các bạn phải đến thực tế để các bạn chọn ha. Đó, 380 số tự động 2019 và 350 triệu số sàn 2020. Rồi, đây cho các bạn thêm một cái đặc sản nữa, chỉ có trong kênh hình Toyota, Fortuner máy xăng số tự động. Đặc sản là vì từ 2017 đúng không, nhập Indo mới có chưa tới 7.000 km, 6.888 km. Còn bạn có tin hay không thì bạn tới coi thực tế nha, 6.800 km. Còn tin hay không là các bạn phải đến thực tế quay cho khách coi. Đó, đó, xe đây có một điểm duy nhất, cái nhược điểm của Fortuner, mà không biết là do nhược điểm Fortuner hay là khi các bạn đến coi xe các bạn phá anh ta, thì cái này nó bị, do nó bị mỏng nè, mỏng như tờ lá lúa này. Đây, nếu mà bạn đi coi coi cái này để bạn định giá xe thì bạn sai rồi. Fortuner này nè, trên này nè các bạn thấy nó rất là mới liền lạc nè. Rồi ha, cái này thì xử lý không có vấn đề, quan trọng các bạn nhìn ghế và nhìn chất xe, từng đường nét một có đúng chất 7.000 km, 6.900 km không ha. Rồi, còn giá thì ngày mai mình sẽ công bố giá của xe này, cũng rẻ thôi, không có mắc, trên 7 đồng rồi. Xe này xe nhiên là có cái trị đây, hơi uổng ha, vỏ nhìn theo xe, xe sát vỏ nhìn theo xe nè, vừa mới lấy về nha, chưa dọn dẹp gì hết á. Đó, xe này của một bác luật sư 70 tuổi rồi, hầu như là ít đi ha, rất ít đi, rất là kỹ càng. Còn giá cả thì mình sẽ công bố sau ha. Rồi, xem trong đây còn xe nào khác nữa không, vô đây coi.
Camry 2018. À, chưa dán lên đây, mới xong. Xe này đang làm thủ tục rút hồ sơ về. Vì các bạn này không cho để biển số bắt rút hồ sơ về, nên là mình bây giờ mới 2018 45.000 km 740 triệu. Nội thất da bò rồi, quay cái nội thất da bò này 2.5Q. Tính để ra số xong rồi quay mà thôi, quay luôn đi. Nhiều ai thích thì người ta có chuẩn bị tiền người ta mua cho kịp Tết. Đây ạ. Đây ha. Nội thất da bò 45.000 km 2.5Q nha. Đây, 2.5Q. Nội thất phía sau nè, full đồ, hai bộ nhớ ghế. Nội thất màu da bò 740 triệu. Rồi. Rửa đi là rất là đẹp, ra dọn dẹp rửa đi. Cứ quay đi người ta mua. Khách người ta mua rồi trong thời gian khi hồ sơ xong là người ta có hồ sơ người ta đi liền. Sedona máy dầu đây là 2019 nha. Khoảng 800 hơn 800 xíu xíu, các bạn cứ tới coi vậy. Nhiều xe ở dưới đây. Rồi thôi quay như đó, mỗi ngày quay đó thôi, quay nhiều ngày mai không có chủ đề để nói. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, mình quay tại Phạm Hùng 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh nha các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại ngày mai.